Thưa các bạn, hôm nay sáng thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đang kết nối với cha anh Tôn Đặng Hữu Nam, giáo phận Vinh, và chị Nguyễn Thị Tình, là vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, vừa bị nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An bắt hôm ngày 29 tháng 5 năm 2019. Thưa các bạn, quý vị và các bạn cũng đã biết về việc mà nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An ngày 29 tháng 5 năm 2019 đã bắt thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Thầy là một giáo viên dạy âm nhạc tại trường cao đẳng của tỉnh Nghệ An. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe câu chuyện này về cái việc mà nhà cầm quyền đã bắt cóc thầy Nguyễn Năng Tĩnh, do chính người vợ của thầy là chị Nguyễn Thị Tình sẽ kể cho chúng ta nghe, cũng như là cha anh Tôn Đặng Hữu Nam sẽ bình luận cho chúng ta về việc bắt thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng kết nối với chị Nguyễn Thị Tình, xin quý vị và các bạn chờ đợi cho chúng tôi trong ít phút nữa. Chúng tôi chưa nối kết được với chị Nguyễn Thị Tình, vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Bây giờ cha nghe đã cho cha anh Tôn Đặng Hữu Nam chào cha. Dạ. Yeah. Kết nối với chị Nguyễn Thị Tình để chị có thể tường thuật lại cho khán thính giả biết về cái việc mà bắt thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đó. Nhưng mà đến bây giờ thì chưa có thể nối kết với chị được. Đây, xin cha kể lại cho mọi người biết là cái việc mà thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ngày 29 tháng 5 vừa qua đã bị nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An bắt như thế nào, thưa cha. Vâng, thưa cha và mọi người, thì vào ngày 29 tháng 5 vừa qua thì thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh có đi cùng với hai con nhỏ vào buổi sáng, thì thầy bị bắt cóc ngay ở trong chỗ ăn sáng của con của mình. Rồi thầy bị bắt cóc, rồi cả ba cha con bị bắt cóc đem về đồn công an. Rồi sau đó thì nhà cầm quyền huy động một lực lượng rất là lớn về tại phòng trọ của thầy tại địa bàn giáo xứ Yên Đài, để rồi niêm phong, rồi tịch thu tất cả những cái đồ đạc của thầy để đem đi. Rồi khoảng sau 3 tiếng đồng hồ thì công an tỉnh Nghệ An mới liên lạc với chính quyền xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, yêu cầu người nhà của thầy Nguyễn Năng Tĩnh lên đón hai cháu nhỏ về. Và cực chẳng đã thì gia đình đã phải lên đón hai cháu nhỏ về, lúc đó đang khóc rất là dữ dội từ khi mà thầy bị bắt, tức là bố của hai đứa bé bị bắt đưa về đồn công an. Và ngay lúc đó thì trên trang Trung đoàn 47 có đưa ra một cái bài viết nó là rất rất hot, chủ tịch đảng Việt Tân ở Nghệ An bị bắt giữ, vân vân. Và trong đó thì người ta kết tội của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là chủ tịch Việt Tân ở Nghệ An. Người ta bảo rằng là sau khi mà Lê Đình Lượng bị bắt thì Việt Tân đã móc nối và đưa thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh làm chủ tịch ở vùng Nghệ An. Rồi trên đó kể tội rất là nhiều. Thứ nhất là kể tội thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là chủ tịch Việt Tân tại Nghệ An, rồi là tham gia nhóm bảo vệ sự sống của Vinh, rồi nhóm NU của Vinh, rồi nhóm quỹ phát triển con người của Vinh, rồi tham gia truyền thông công giáo, rồi có nói đến là cái chuyện là thường xuyên móc nối liên lạc với phần tử phản động quá khích trong cũng như ngoài nước. Thì người ta kê khai ra là một số người, đây cũng là động thái mà quen dùng của báo chí cách mạng để chuẩn bị tiếp tục đàn áp hoặc là bắt bớ thêm ai đó, như là Nguyễn Năng Tĩnh kết nối đến với Tổng Giám mục Chu-se Ngô Quang Kiệt, rồi với cha Lý ở Huế, rồi đặc biệt là hai linh mục cực đoan ở Nghệ An như là Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam. Thì người ta cũng kể ra là khi mà ở nhà trường hay là đi đám cưới của các anh em đã đi tù về, thì Nguyễn Năng Tĩnh có hát những cái bài hát xuyên tạc chế độ như là trả lại cho nhân dân, rồi
anh là ai, Việt Nam tôi đâu, vân vân. Đấy, đấy là những cái trong bài viết trên trang Trung đoàn 47, cái tiếng nói và lực lượng bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Thì sau đó thì giáo sứ Mỹ Khánh, đêm hôm đó thì giáo sứ Mỹ Khánh tổ chức thánh lễ đốt nến cầu nguyện cho anh Nguyễn Năng Tĩnh. Và con cũng phân tích cái điều mà trên trang 47 của Trung đoàn 47 viết như thế. Thì thấy hài hước ở đâu? Hài hước là điều thứ nhất, đó là cái việc mà thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt vì tham gia vào cái hội bảo vệ sự sống. Vậy thì hội bảo vệ sự sống làm cái điều gì mà lại là trở thành phản động? Thưa rằng hội bảo vệ sự sống là những người mà đi thuyết phục người khác là đừng có phá thai, đừng có giết người. Dù đó là những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn thì cũng xin đừng có phá thai, đừng giết người. Hãy cho một cơ hội cho đứa con, cho sinh linh của mình ở trong bụng mẹ được sống. Và họ cũng giúp đỡ cho những người mẹ như thế có chỗ ăn, chỗ ở, có điều kiện để sinh con. Và kể cả sau khi sinh con thì người ta sẵn sàng giúp đỡ để rồi nuôi dưỡng, hoặc là người ta nhận những cái đứa con đó, người ta cho những gia đình hoặc là những cơ sở nuôi đàng hoàng tử tế. Đó là rồi điều thứ nhất. Cái việc thứ hai mà nhóm sự sống, bảo vệ sự sống làm đó là gì? Đó là chúng ta thấy họ đi gom các cái thai nhi bị phá, bị vứt, bị quăng. Mà cái điều này thì rất là nhiều ở chỗ. Trên báo nhà nước cũng đã từng nói rằng là một nhà máy ở Cà Mau đã phải lên tiếng than phiền kêu cứu đến nhà cầm quyền khi mà nhà máy rác thải của họ đã phát hiện ra hơn 300 thai nhi bị vứt lẫn lộn trong rác thải. Và ở các cái vùng bưu điện bệnh viện thì quả thật thì cái nhóm thai nhi này vô cùng lớn. Chúng tôi cũng là từng tham gia, đã từng có những cái chương trình đi xin và đi tìm những cái thai nhi bị vứt như thế ở các bệnh viện. Có những ngày có những em gom được những vài chục thai nhi như vậy ở các cái thùng rác của bệnh viện. Hay là tất nhiên thì cái làm cái điều này thì các em cũng rất là phải tế nhị, rồi cũng phải bí mật nữa, bởi vì là người ta không muốn để lộ ra cái chương trình phá thai một cách khủng bố, một cách giống như thế là tiêu diệt, tần diệt từ thai nhi như vậy ở với chương trình của Việt Nam. Rồi họ đem về thì những thai nhi này họ tắm rửa sạch sẽ, bảo quản, rồi chôn cất một cách đàng hoàng, xứng với phẩm giá của một con người. Đó là cái việc làm mà nhà cầm quyền coi là có thôi. Cái điều thứ hai nữa là cái nhóm nấu là gì? Chúng ta biết là đường lưỡi bò, tức là Trung Cộng đã liếm sạch cả biển Đông, biển và hải đảo của Việt Nam theo cái đường lưỡi bò hay là đường chín đoạn, đường phân khúc. Vậy thì khi cái nhóm nấu này thiết lập lên để làm gì? Đó là phản đối cái việc Trung Cộng xâm lấn và cướp biển Đông của Việt Nam. Vậy mà nhà cầm quyền thì sao? Nhà cầm quyền lại bảo rằng là đây là cái hành động tội phạm và phải bắt Nguyễn Năng Tĩnh, bị bắt là vì cái tội này. Đấy, rồi cái quỹ phát triển con người Vinh là gì? Đây là một cái nhóm cựu sinh viên ở Vinh đã lập lên một cái nhóm phát triển, quỹ phát triển con người của Vinh. Thì ở đó thì những cái cựu sinh viên này là hoạt động, rồi hy sinh những cái chi tiêu của mình, và có một số có thể những người khác góp sức nữa để rồi có một cái quỹ hàng năm để hỗ trợ trao học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Thì đây là cái việc làm để thúc đẩy cái vấn đề học hành về tri thức, và đặc biệt là đối với những con người mà không may mắn, tức là nghèo khó mà không có cơ hội để phát triển, để học hành. Thì đây là cái quỹ này dành cho những con người như thế, mà không phân biệt là lương giáo, kể cả người anh em lương chất. Những người học giỏi mà học rồi vượt khó, vươn lên trong tinh thần vượt khó đó, thì học sinh sinh viên đều có cái học bổng đó nếu cái nhóm này tìm đến được. Đó là những cái việc làm mà người ta bảo rằng đó là phạm pháp. Vậy thì trong đó thì con cũng phân tích rằng là vậy vì sao mà phạm pháp vậy, vì sao mà bị bắt vậy, vì sao mà thầy Nguyễn Năng Tịnh bị gọi là thế lực thù địch hay là bọn phản động như thế được, để bắt như thế? Là bởi vì chúng ta nhìn lại với cái cuộc cải cách ruộng đất và cho đến bây giờ nó len lỏi vào trong con người, thì cái chế độ này đã dạy cho con người đấu tố, giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, thân nhân, bạn hữu, con cháu để cướp của, cướp quyền, giữ ghế và giữ chức.
thì nghiễm nhiên đi ngược lại cái việc mà các vị này như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh gọi người ta cứu người, đừng có phá thai, đừng có giết người như vậy. Rồi thứ hai nữa rằng là biển đảo của Việt Nam đâu rồi? Chúng ta ngày hôm nay có thể khẳng định được rằng là ải Nam Quan không còn, thác Bản Giốc đã mất, Hoàng Trường Sa cũng đã bị chiếm rồi, Trung Cộng đã liếm cái đường lưỡi bò đó, đã liếm sạch Biển Đông rồi. Vậy thì thế nào? Bao nhiêu chuyện đó, vậy thì Đảng đã làm gì? Và năm 1958 với công hàm bán nước để chấp nhận cái việc Vịnh Bắc Bộ của nhà cầm quyền Việt Nam như thế nào? Thì đó là cái hành động bán nước thật sự. Vậy thì chỉ có một cách có thể tôi kết luận được rằng là thế lực thù địch là bởi vì nghịch lại với thế lực thân địch và thế lực yêu địch mà thôi. Bọn phản động là bởi vì nó phản lại cái bọn phản quốc hại dân mà thôi. Vậy thì tôi cũng như thầy Nguyễn Năng Tĩnh rất là hân hạnh khi người ta xếp chúng tôi vào cái bọn phản động rồi thế lực thù địch, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi không phản quốc, không hại dân, mà chúng tôi phản lại cái bọn bán nước hại dân. Chúng tôi được gọi là thế lực thù địch là bởi vì chúng tôi không thân với địch, không yêu mến địch, mà trong khi đó nhà cầm quyền xếp chúng tôi là kẻ thù của họ, thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Còn về những bài hát mà chúng ta thấy rằng là sau đó thì trên trang báo Nghệ An cũng như là báo Mới vân vân thì người ta nói rằng là thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là bị bắt là bởi vì là làm rồi là tàng trữ rồi phát tán những tài liệu gọi là chống phá chế độ theo cái điều 88 cũ và theo điều 117 mới. Cái điều đó để chúng ta thấy nó cũng rất là hài hước khi mà thầy giáo, học trò thầy giáo của Nguyễn Năng Tĩnh hát những cái bài hát như Trả Lại Cho Nhân Dân Tôi hay là Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu vân vân. Đó là những cái điều mà chúng ta đã thấy nhà cầm quyền quy tội thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Và trong cái động thái đó thì sau một ngày thì vào ngày 30 tháng 5 thì ông Hoàng Tứ Duy là người phát ngôn của Đảng Việt Tân lên tiếng xác nhận rằng là thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh không phải là thành viên của Đảng Việt Tân. Mặc dù là Đảng Việt Tân rất là ủng hộ và đồng hành với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, bởi vì công việc mà thầy đang làm là nói cho tôi đã khẳng định thầy là một cái người rất là nhiệt huyết trong cái công việc mà dấn thân cho quyền của con người, rồi công bằng bác ái của xã hội và sự phát triển của con người, nâng đỡ những người yếu thế. Cái việc thầy làm đó, kể cả những việc mà thầy sẵn sàng để đến với người nghèo, như ở vùng Nghệ An có những người là không có đất ở, phải ở trên thuyền, trên bè, trên ghe, ở trên sông, thì thầy cũng là cái người nhiệt tình để đến với họ, để trao những phần quà trong những dịp lễ như Tết, hay là thúc đẩy để tạo điều kiện trao học bổng cho các trẻ em vùng này để có học bổng để học hành. Và thầy cũng đi với những cái dịp mà chúng tôi đi cứu trợ lũ lụt hay là cứu trợ những nạn nhân của thảm họa Formosa ở miền Trung vân vân. Đó là những việc làm mà hôm nay nhà cầm quyền đang bắt thầy và cũng mở đường trên dư luận của báo chí, của truyền thông để tiếp tục là đàn áp bắt bớ khác. Và trong đó người ta không ngại nhắm đến Linh Mục Nguyễn Đình Thục và đến cả con Linh Mục Đặng Hiệu Năng. Chương trình đã được nối kết với chị Tình là vợ của anh Tấn. Thưa cha, cái việc mà nhà cầm quyền đã gán cho anh Tịnh là Việt Tân đó và quy tập anh để mà bắt anh, trong khi đó người đại diện của Việt Tân đã lên tiếng anh không phải là thành viên của Đảng Việt Tân. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là nhà cầm quyền khi mà muốn bắt ai thì họ có thể gán ghép vào quy chụp là thành viên của Đảng Việt Tân thì có thể là bắt được, có thể là hành xử một cách vô pháp như vậy. Như vậy thì cha nhận định sao về cái việc mà nhà cầm quyền đã cố tình gán ghép cho anh Tĩnh là thành viên của Đảng Việt Tân để lấy cớ mà bắt anh như đã từng hành xử với những người trước đây? Vâng, thì kính thưa cha cũng như mọi người, để chúng ta biết rằng là ở Việt Nam có một câu nói rất là hay, đó là khi muốn ăn thịt chó thì phải hô là chó ra dài. Khi hô chó ra dài thì người ta đập chó ra dài để ăn thịt. Cho nên người ta bảo rằng là khi nào muốn ăn thịt chó thì hô chó ra dài. Đây cũng là cái chiêu mà nhà cầm quyền thường quen dùng. Và người ta như con đã từng khẳng định rằng là ở Việt Nam có hai cơ quan bảo vệ luật pháp, đó là công an và tòa án. Thì hai cái cơ quan này lại vi phạm luật pháp nhiều nhất.
và trắng trợn nhất. À, chúng ta cũng thừa biết rằng là có những cái vụ án bị bắt là chỉ vì hai bao cao su đã qua sử dụng đấy, rồi những vụ án như là trốn thuế nhưng mà thực chất khi đưa ra truy tố thì không phải tội trốn thuế. Rồi những cái vụ án mà chẳng hạn như hiếp dâm trẻ vị thành niên hay là mua dâm trẻ vị thành niên nhưng mà khi bị bắt là thông báo công cáo như vậy. Chẳng hạn như là anh Nguyễn Ngọc Nam Phong khi bị bắt thì thông báo rằng là vì anh đang tội anh mua dâm trẻ vị thành niên, nhưng mà cuối cùng thì là khi bắt rồi ổn định rồi thì là công khai rồi cái tội chống thi hành người công vụ. Vậy thì chống thi hành người công vụ ở đâu ở đây? Rồi những cái chuyện như là qua hai bao cao su đã qua sử dụng, cái điều đó thì người ta cũng dễ dàng lắm. Và có những cái điều mà chẳng hạn như mới đây có một cái vụ án mà đã được đưa lên báo của nhà cầm quyền, đó là các vị quan chức và thậm chí là công an vợ chồng với nhau muốn làm hại nhau thì trong cái ngành công an đó dùng thuốc phiện, dùng heroin ném vào trong xe của chồng để rồi báo với công an bắt là xe của chồng có tàng trữ ma túy như thế, vân vân. Vậy thì cái việc mà thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt với cái chụp mũ Việt Tân, thì cái điều thứ nhất là chúng ta biết rằng là cái gì người ta ở Việt Nam cũng đổ cho Việt Tân cả. Có lẽ Việt Tân cũng phải cảm ơn Việt Cộng bởi vì đã quảng cáo không công cho Việt Tân và làm tôi cho Việt Tân, bởi vì là quảng cáo không công cho Việt Tân. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là ngày hôm nay cái chiêu trò mà chụp mũ cho người khác, một người nào đó là Việt Tân ấy, nó bây giờ nó phản tác dụng rồi. Bởi vì nhà cầm quyền bảo là cái việc mà người dân phản đối cái chuyện là lập bóc rẩn móc túi của người dân cũng do Việt Tân. Mà đi cái điều này thì thế nào? Rồi cái việc mà đấu tranh vì nhà trường làm thu học sinh cũng là do Việt Tân. Rồi cái việc mà chúng con đi biểu tình hay là đi khởi kiện Formosa về sát hại môi trường biển ở miền Trung ảnh hưởng đến cả giống nòi của dân tộc cũng bởi Việt Tân. Rồi chúng con nói lên cái sự thật, sự đời và đòi công lý cho những nạn nhân thì người ta cũng nói đó là Việt Tân. Vậy thì một bên nhà cầm quyền cho người ta biết rằng là một bên thì khoan vào đầu dân để rồi tăng thuế, một bên là móc túi người dân trong cái chương trình lạm thu, một bên là sát hại người dân qua các cái chương trình kinh tế mà ô nhiễm vân vân, một bên là làm những điều mà quay lưng lại với nỗi đau của người dân, rồi là xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người dân và cướp bóc của người dân một cách bất công như kể cả trong giải phóng mặt bằng vân vân, và một bên thì bảo vệ nó, bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người dân. Thì chúng ta thấy rằng là chứng tỏ rằng là Việt Cộng này là một cái tay sai hay là một cái thằng nô lệ cho Việt Tân và quảng cáo không công cho Việt Tân, và càng chụp mũ cho một ai đó về Việt Tân để mà bắt bớ thì đối với người dân bây giờ thì càng rõ cái bản chất bộ mặt của chế độ. Bởi vì một bên là dùng cái quyền lực của mình làm thu rồi đổ lên đầu của người dân các cái thuế phí nặng nề một cách bất công, một bên thì rồi để cho môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến quyền lợi của người ta và cướp bóc của người ta, và một bên thì bảo vệ. Thì bây giờ người ta sẽ thấy rằng Việt Tân tại sao nó tốt như vậy. Có lẽ là những người ít học người ta cũng có thể nhận ra khi mà nhà cầm quyền chụp mũ cho ai đó là Việt Tân để bắt. Và cái việc mà ông Hoàng Tứ Duy phát ngôn của Đảng Việt Tân lên tiếng bảo rằng là thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh đâu có phải là Việt Tân đâu, không phải là đảng viên của Việt Tân, mặc dù chúng tôi rất là ủng hộ, chúng tôi đồng hành với thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, điều đó để cho chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền đã bị bóc mẽ trong cái vụ này. Và khi chúng ta cũng thấy rằng là bóc mẽ rồi cuối cùng không biết quy tội nào nữa, thì chúng ta cũng thấy rằng trên Trung đoàn 47 ngay lập tức có một cái bài viết rất là xảo ngôn nhưng mà rồi lòi đuôi ra tất cả. Bởi vì người ta bảo rằng là đường đi hay tối, nói dối thì hay cùng, và đi đâu thì sẽ có ngày gặp ma. Vậy thì chúng ta thấy cái điều này đã thể hiện cái rõ cái bản chất của chế độ, cái bộ mặt của chế độ là như vậy. Và cũng không lạ gì mà bây giờ người ta nghe cái từ phản động hay là thế lực thù địch là người ta đã hiểu ra cái bọn phản động tức là cái bọn phản lại cái bọn phản quốc hại dân. Thế lực thù địch là cái thế lực mà chống lại với cái thế lực thân địch và thế lực yêu địch.
Vậy mà nhà cầm quyền của chúng ta đã trở thành cái thế lực yêu địch, thế lực thân địch rồi. Và những nhà lãnh đạo của chúng ta đã trở thành những cái bọn phản quốc hại dân rồi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cho nên không lạ gì mà khi có người bảo rằng là ở Việt Nam có những cái tù làm cho người ta xấu hổ, nhưng có những cái án tù làm cho người tù được vinh danh là vậy. Bởi vì người ta đã thấy được rõ. Và cũng vì thế mà hơn 260 người ở Việt Nam đang bị giam giữ, được gọi là tù nhân lương tâm. À, đó cũng là cái chiêu mà nhà cầm quyền để sẵn sàng úp mũ cho bất cứ ai, để sẵn sàng bắt họ. À, và ở trong cái điều 88 cũng điều luật 599 và điều luật mới là 117, chúng ta thấy có những cái điều rất là hay. Đấy là rất là hài hước ở chỗ rằng là có cái hình thức của cái gì là chuẩn bị phạm tội. Cái điều này thì quả thật thì đỉnh cao của trí tuệ thật. Bởi vì trong tôn giáo, đặc biệt là công giáo của chúng ta, thì có phạm tội trong tư tưởng, trong việc làm và trong việc bỏ việc phải làm. À, vậy thì khi phạm tội là người ta đã nói ra lời nói rồi, hay là làm hay là bỏ việc phải làm, và cả những cái tư tưởng xấu thì đã là có tội. Và ở đây Đảng Cộng sản được mệnh danh là đỉnh cao của trí tuệ, bởi vì họ khép tội cả những người chuẩn bị phạm tội nữa. Vậy thì con còn nhớ một câu chuyện ngày xưa người ta hay kể rằng vào cái thời cấm nấu rượu, có một bà nông thôn nấu rượu nhà quê. Bà ta nấu rượu thì cán bộ vào bắt thì không thấy rượu ở đâu cả, nhưng mà thấy mấy cái nồi để nấu rượu thì có ở đó. Cho nên là vị cán bộ mới bảo đây, đấy là bằng chứng bà nấu rượu này, đấy này, nồi niêu xoong chảo đây. Thế là bà ta không cãi được thì bà ta xin lỗi, túm với súng của ông cán bộ, bảo rằng ô làng ơi, ông này hiếp dâm tôi. Thế ông cán bộ bảo tôi hiếp dâm đâu, bà ta đang còn giữ cái súng của ông ta mà, bây giờ bà ta bảo là đây là công cụ để hiếp dâm đây, đây là công cụ của hiếp dâm đây. Vậy là cái điều này thì tôi cũng nghĩ đến cái câu chuyện này, và có lẽ cái điều luật 117 ngày hôm nay nói về vấn đề là chuẩn bị phạm tội của nhà cầm quyền quả thật là sự vi diệu, để sẵn sàng bắt bớ bất cứ ai, cũng giống như họ sẵn sàng chụp mũ cho ai là Việt Tân để bắt bớ. Và cũng như câu nói dân gian người ta nói rằng là muốn ăn thịt chó thì hô chó ra dài, đó là lẽ đương nhiên. Hồi đại cha có nói đến một cái con số của các tù nhân lương tâm là 256 tù nhân lương tâm đang còn bị bắt tại Việt Nam. Qua cái việc mà thầy Tịnh đó, thì một nguồn chuẩn luật nói rằng là nhà cầm quyền cộng sản cũng đã dùng những cái tù nhân lương tâm như là một món hàng để trao đổi với quốc tế. Sắp tới đây thì có những cái hiệp định về thương mại hay là những cái điều luật nào đó với châu Âu đó, thì họ lại dùng các tù nhân lương tâm để mà trao đổi như là một món hàng. Cha nghĩ sao về cái nhận định này? Cái điều này thì quả thật là rất là chính xác ở cái chế độ của Việt Nam. Và cái điều này chính con cũng đã từng nói, họ xuất khẩu tù nhân lương tâm từ các nhà tù của Việt Cộng để đổi lấy những hiệp ước, những chính sách về kinh tế đối với quốc tế. Rồi họ sản xuất tù nhân lương tâm từ các nhà tù của Việt Cộng để đổi lấy những cái hòa ước và những cái được gọi là mị dân và lên tiếng với thế giới để rồi. Chẳng hạn như là cụ Vui Huy Hà Vũ, như là Đặng Xuân Diều, như là rất là nhiều người khác. Chẳng hạn như là bây giờ đang còn đó là như thầy giáo Phạm Minh Hoàng, vân vân. Đó là những cái người đang chương trình xuất khẩu tù nhân, và mới đây nhất là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Mẹ Nấm. Đó là cái việc mà xuất khẩu tù nhân hay là đổi tù nhân để lấy hiệp ước về kinh tế, để lấy cái sự chấp nhận của thế giới về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và cái điều này không có cái gì là lạ, và nó rất là quen ở Việt Nam rồi. Và đặc biệt là chúng ta cũng biết rằng trong một năm qua, từ ngày 10 tháng 6 năm 2018 thì coi như đây là cái ngày mà cả toàn quốc xuống đường
Thì sau đó thì nhà cầm quyền lại gia tăng đàn áp bắt bớ, và đặc biệt là sau những cái lần mà giải trình về nhân quyền ở Liên Hợp Quốc của phái đoàn nhà cầm quyền Việt Nam, rồi thỏa hiệp với các cái chương trình kinh tế như phát triển kinh tế Thái Bình Dương Việt Nam, rồi hiệp bước cái việc kinh tế đó, và người ta đòi hỏi về nhân quyền, thì sau mỗi lần như vậy thì nhà cầm quyền sẽ đem các cái tù nhân ra để mà mặc cả, để mà trao đổi. Vậy thì không lạ gì cái chương trình bắt bớ này, và chúng ta cũng biết rằng là mỗi lần xuất khẩu một vị tù nhân lương tâm ra khỏi nhà tù trong một cái chương trình đổi lấy cái gì đó, hay là để mà thương thỏa hiệp ước với nhau về kinh tế, thì nhà cầm quyền lại tiếp tục bắt vào những cái vị khác để rồi có nguồn để mà đưa ra cái chính sách này. Vậy thì không lạ gì người ta không chỉ là để có cái vị tù nhân lương tâm để xuất khẩu, để đổi lấy cái hiệp ước kinh tế, để đổi lấy cái vị thế nhân quyền, hay là trả lời nhân quyền với quốc tế, thì người ta cũng sẽ cung bằng cách là bắt bớ thêm những tù nhân lương tâm mới nữa. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy, đó là cái quy luật tự nhiên, có cung thì phải có nguồn, có cầu thì phải có nguồn. Và đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, ngoài cái việc đó thì nhà cầm quyền còn bắt những người như thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh để rồi dọa nạt, hù dọa những người xung quanh. Mà có lẽ báo Nghệ An ngày hôm nay đây có một cái bài nói là thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh đã bị bắt để cảnh báo cho những người quá khích. Và trong đó người ta cũng chỉ tên ra là những người là dùng luật an ninh mạng ấy, rồi là thể hiện mình trong cái vấn đề trong không gian mạng, như là thích này, like này, com này, share ấy, những cái thông tin nghịch hay là ngược với đấy, mà chúng ta cũng đã từng nghe nói là like mặt quan oan 5 triệu đấy. Đó là những cái chương trình như vậy. Và người ta cũng uy hiếp đến, người ta nói đến là chuẩn bị mở đầu và cũng tấn công vào những cái người mà lên tiếng. Như ở đó người ta vẫn nói đến là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, Linh Mục Đảng Hữu Nam vân vân, là những người quá khích, những người là để cho mình cái thế lực anh hùng bàn phím thế nọ thế kia. Và đây là cái điều mà người ta đang nhắm đến. Vậy thì không chỉ là để có một cái nguồn cung cấp tù nhân lương tâm, xuất khẩu tù nhân lương tâm để đổi lấy hiệp ước, để đổi lấy kinh tế, để đổi lấy ký kết, hay là đổi lấy cái vị thế trên cái bàn đàm phán về nhân quyền, mà còn là cái việc mà đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến và hù dọa cái lòng dân khi mà người dân đã nhận ra được công lý sự thật. Bởi vì như con đã từng khẳng định rằng là ở Việt Nam, bất cứ ai nói về công lý sự thật, bất cứ ai cho người khác biết về sự thật, bất cứ ai đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, thì đó là kẻ thù của chế độ. Mà là kẻ thù của chế độ thì chế độ không ngại sử dụng bất cứ cái hình thức nào, nhân lực nào và phương tiện như thế nào, kể cả mưu hèn kế bẩn, để người ta hành trị. Và người ta có một cái chiêu rất là thích dùng, đó là gì? Bạo lực cách mạng. Người ta sẵn sàng dùng bạo lực cách mạng để người ta thực hiện cái chương trình của mình và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Và vì thế ở cái chương trình này người ta cũng thể hiện rõ cái bản chất của nó vốn dĩ là từ đầu. Và chúng ta cũng biết rằng vì sao mà người ta quy tội cho những người đấu tranh ở Việt Nam là những cái tội nọ tội kia, và thậm chí nơi thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh này, những cái việc như là thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh hôm nay thì cũng là thấy rằng là rất là lạ. Khi mà bảo rằng là tham gia vào cái nhóm nâu u, tham gia vào cái nhóm bảo vệ sự sống, tham gia vào cái quỹ phát triển con người, tham gia vào truyền thông công giáo, thì đó là cái tội phản động, được gọi là phản động bởi vì đi ngược lại, phản lại cái bọn phản quốc, những chương trình hành trì của nhà cầm quyền Việt Nam, đó là chương trình phản quốc hại dân. Và đó cũng là cái điều mà cho chúng ta thấy rằng là họ đã biến mình trở thành thế lực thân địch, yêu địch, và phục vụ vì không phải vì lợi ích của quốc gia. Vì cái điều này nó có từ sâu xa của nó trong cái chủ thuyết tam vô, một cái vô của nó đó là vô tổ quốc. Vậy thì họ không có cái danh giới của tổ quốc để phục vụ tổ quốc, họ không phụng sự cho tổ quốc nhưng chỉ phục sự cho chủ nghĩa xã hội, đó là thôi, đó là cái chương trình của họ. Và chắc chắn rằng cái điều đó ai cũng có thể nhận ra. Thưa cha, ngoài việc dùng những tù nhân lương tâm để trao đổi với quốc tế như là một món hàng về lợi ích kinh tế cho Đảng Cộng sản, còn một cái luồng dư luận khác nữa, họ nói rằng Việt Nam rồi đây chắc chắn cũng phải tiến tới đa nguyên và đa đảng. Và bây giờ những người có tiếng nói ảnh hưởng trên cộng đồng, ví dụ như là thầy Nguyễn Đăng Tĩnh,
hay là trước đây là anh Hoàng Đức Bình hay là Trần Đình Lượng vân vân, thì họ bị bắt trước, và như vậy thì khi mà tiến tới vấn đề mà đa nguyên đó, thì Việt Nam lúc đó những người dân Việt Nam đó không có người để mà đứng ra vào cái chuyện mà đa nguyên đa đảng, nhưng mà là người của họ, từ người của chính là từ những người của Đảng Cộng sản sẽ ra đa nguyên đa đảng. Cha nghĩ sao về cái nhận định này? Cái điều này cũng là một cái điều có cơ sở, vì sao người ta đưa ra cái nhận định đó, vì chúng ta quay lại từ năm 1945, sau khi mà Việt Minh cướp được chính quyền, thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm đó tại sao có cái cuộc cách mạng cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ năm 1953 đến năm 1959, rồi sau khi cưỡng chiếm miền Nam thì có cái cuộc cách mạng giải đánh từ mặt trận mại bản ở miền Nam sau 1975. Cái điều đó ngoài cái mục đích là kinh tế, đó là cái khi quốc khố đã rỗng không còn gì để vơ vét tài sản của người dân để trở thành quốc khố. Và cái điều này chúng ta biết rằng là nó đã được áp dụng ở Liên Xô, đã được áp dụng ở Tàu Cồng, và nó đã cho cái hậu quả của nó như thế nào, chứ không phải là khi đó người ta chưa biết cái hậu quả của nó. Và cái việc nhận sửa sai của Hồ Chủ tịch sau cái vụ cải cách ruộng đất đó cũng là nằm trong kịch bản, chứ không phải là nằm bên ngoài mà ông ta thấy sai hay là Đảng Việt Minh thấy sai rồi mới đưa lên mới xin lỗi đâu, mà ở đây là cái chương trình kịch bản đã được viết sẵn trước, và để đến thời giờ đó là nó diễn ra cái chương trình đó. Các diễn viên ở trên cái tấn trò đời này nó sẽ tiếp tục diễn cái vai diễn của mình trong từng thời gian, trong từng giai đoạn thì nó sẽ xuất hiện, và nó với những cái công việc nào, đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy. Vậy thì cái việc mà nhà cầm quyền làm bắt bớ những người lên tiếng bất đồng chính kiến và thậm chí là những người trí thức để cho chúng ta thấy rằng là nó đã được thực hiện từ ngày xưa. Đây chương trình ngu để trị và nghèo để trị, cái điều nó cũng là một cái điều là cái kịch bản và cái chủ trương của nó. Rồi nếu Việt Nam có tiến tới đa nguyên đa đảng hay tiến tới dân chủ đi chăng nữa thì nói như người ta nhận định, như cái nhận định đó, tức là Việt Nam kiệt nhân rồi chứ không phải là nhân kiệt nữa, tức là không còn người tài và chỉ có những người ở trong lòng của họ trở thành những cái phương tiện, những người đối lập vân vân để mà cùng đứng lên, cũng là một cách chuyển giao, nhưng chuyển giao về cái võ bọc, nhưng mà cái ruột của nó vẫn là họ. Giống như trước đây khi 127 vị nhân sĩ của quốc gia Việt Nam có đệ đơn và yêu cầu đổi tên đảng ấy, thì người ta nói rằng là cái việc đó nó chẳng là cái gì cả, bởi vì đổi tên đảng cũng chẳng qua là đổi cái áo mặc mà thôi, còn con người nó, cái bản chất của nó vẫn là như vậy. Thì khi người ta nhận định về cái điều đó cũng đúng thôi, bởi vì khi mà không còn những người đối lập mà có khả năng ra tranh cử, có khả năng ra lãnh đạo, có khả năng có thể có tiếng nói đối lập, có khả năng để thì nghiễm nhiên người ta sẽ là con người của họ để đóng vai cái vai trò đó. Vậy cũng chính là họ để đóng vai. Mà cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Chẳng hạn như là trong cái cuộc cưỡng chiếm miền Nam, ở cái nghị định, cái hiệp định Paris năm 1973, chúng ta thấy rất là rõ cái chương trình này. Tức là một bên là về miền Nam Việt Nam và một bên là miền Bắc Việt Nam, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và một bên là cái cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, đó là cái được là cách mạng giải phóng Việt Nam, vậy đó cũng là Việt Cộng chứ không phải là ai khác, nhưng mà chỉ là những Việt Cộng nhưng mà cũng mang cái danh nghĩa là giải phóng miền Nam. Vậy thì nghiễm nhiên nó không phải là của miền Nam, nó phải của nhân dân miền Nam, nhưng mà là của miền Bắc, của chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa vào để rồi là trong chương trình cưỡng chiếm miền Nam để đánh chiếm miền Nam, chứ không phải là của người dân Việt Nam không chấp nhận cái nền dân chủ cộng hòa của họ. Đó là cái điều mà có lẽ ngày hôm nay người ta tiếp tục cái công việc đó. Và cái việc mà gia tăng bắt bớ những tri thức, những người có tiếng nói phản biện hay là những cái người dấn thân cho hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, thì nghiễm nhiên để tiến tới một cái việc mà đa nguyên, tiến tới một cái việc chấp nhận cho con người, thì nghiễm nhiên khi lúc đó nói như cái nhận định của ai đó nói rằng là lúc đó nhân đã kiệt rồi, thì nghiễm nhiên họ một bàn phân vai, anh mặc áo này, tôi mặc áo kia, cái chuyện đó là chuyện cũng có thể xảy ra, và đó cũng có thể là có lý của nó.
vì chúng ta đã nhìn vào cái lịch sử đã từng đã xảy ra như thế vào năm 1973 hay là sau khi cưỡng chiếm miền Nam vân vân, chúng ta đã thấy. Cảm ơn cha, chào chị Tình, chị giờ chị đã nghe rõ được chưa? Rồi. Dạ con nghe rõ rồi cha. Rồi chờ chị kể cho mọi người cái việc mà chị từ Đồng Tháp ra hôm qua đó, đi ra Nghệ An để mà gặp chồng của mình bị bắt đó, thì chị đã gặp được chưa và như thế nào? Cha nói mẹ. Dạ thưa cha và mọi người, thì con mới về hôm qua là tối, con đi từ sáng Đồng Tháp nhưng mà vì phải lên thành phố đoạn đường xa, con đi về nhà thì về tới nhà nội, thẳng nhà nội là 7:30 tối. Thì 7:30 tối anh em bạn bè đến hỏi thăm và trong đêm thì thắp nến cầu nguyện cho anh luôn. Thì nhà con đã có dự hình lên và con kế hoạch là khoảng ngày mai hoặc mốt phải có thêm người nữa mới đưa con vào mới đòi gặp chồng. Cứ hỏi thì con không biết được tình hình, còn hiện tại bây giờ con chưa bảo được, cho nên con đang ở nhà nội cách Vinh là 60 cây. Bây giờ muốn vào con phải để thêm người dẫn con đi, một mình con chưa bao giờ mà rời khỏi gia đình để đi, cho nên là con kính nhờ sự giúp đỡ của các cha hướng dẫn con từng bước để cho con được trong quá trình đi đòi công lý cho chồng được thuận lợi hơn ạ. Nhà là chị ngày mai chị bắt đầu mới là lên đường đi vào chỗ Nghệ An để có thể gặp được chồng nhá. Thưa cha, tôi lên cầm thanh chị Tình, cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản bắt người và những cái trường hợp như là chị Tình đây là cũng giống cái trường hợp có hai con nhỏ giống như chị Trần Thị Nga, khi mà nhà cầm quyền họ hành xử như vậy đó, một cách vô pháp bắt bớ tất cả những người nào mà bất đồng chính kiến với họ, lên tiếng với họ, vừa vô pháp mà vừa là bất chấp đạo lý nữa, không có xét gì đến cái yếu tố là vợ con nhỏ hay là mang thai hay là tất cả những cái vấn đề đó, thì đối với nhà cầm quyền đó, họ không cần xét đến những yếu tố đó. Thưa cha tôi, cái việc mà công lý tại Việt Nam, các hành xử của nhà cầm quyền đối với những người bất đồng chính kiến với những cái thân nhân của họ trong trường hợp của chị Tình hoặc là những trường hợp trước đây chị Trần Thị Nga vân vân và vân vân, cha thấy làm sao về cái kiểu mà bất chấp đạo lý và bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền? Thưa cha, thưa mọi người, rằng thì với con thì thấy rất là rõ, khi mà nhà cầm quyền này người ta bảo rằng là có một rừng luật nhưng chỉ có rừng luật rừng mới được thi hành. Rồi người ta bảo là công lý ở Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài. Cái điều này rõ lắm, rõ lắm ở trong pháp luật. Những cái điều mà cha vừa nói đó về vấn đề nhân đạo, về vấn đề nguyên tắc và kể cả vấn đề trình tự tố tụng, trình tự để bắt giữ, cái vấn đề đó có cả viết trong luật cả. Kể cả trong cái việc thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt này, đây là một cái cách bắt cóc. Và trong cái luật thì quy định rõ ràng là nếu một ai đó phạm tội, và dù là bị bắt quả tang như thế nào đi chăng nữa, hay trong trường hợp nguy hiểm thì người ta cũng bắt giữ và đọc lệnh, rồi người ta cho thân nhân biết, và nhất là có sự chứng kiến của chính quyền địa phương khi bắt giữ một ai đó. Vậy mà ở đây thì chúng ta thấy là bắt cóc ở trên đường, trong khi cùng với hai con nhỏ, và bắt cóc luôn cả hai đứa con nhỏ để đưa về đồn công an, trong cái trường hợp của thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh. Và cái điều này thì người ta không nhắm đến cái chuyện nhân đạo nữa. Và kể cả trong pháp luật, trong hiến pháp, trong pháp luật của Việt Nam vẫn ghi rằng là với những bà mẹ mang thai hay là nuôi con dưới 36 tháng tuổi vân vân. Chúng ta thấy cái chuyện của Huỳnh Thục Vy, của Trần Thị Nga hay là của mẹ Nấm hay là rất là nhiều người khác nữa, chúng ta cũng thấy đã thể hiện cái điều này. Và như con đã từng nói rằng ở Việt Nam có hai cái cơ quan được gọi là cơ quan bảo vệ pháp luật, đó là công an và tòa án. Thì hai cái nơi này là hai cái nơi mà chà đạp pháp luật, coi thường luật pháp, ngồi xổm trên luật pháp nhiều nhất và vi phạm pháp luật nhiều nhất. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy hàng ngày hàng giờ có rất là nhiều thông tin đó. Và cũng mới đây thôi, chỉ cách 2 ngày thôi, thì ở Hà Tĩnh, Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ở miền Trung đây, có một cái vị công an xã
đến nhà của một đứa bé mới có 12 tuổi. Và cô bé này là bị bệnh về thiểu năng, về trí tuệ một chút, đã còng tay, bắt giữ, đưa lên đồn công an, còng tay và đánh đập một cách tàn bạo một đứa bé mới 12 tuổi. Vậy thì chúng ta thấy cái việc hành xử này nó như thế nào, có pháp luật không? Pháp luật ở đây, nếu như là một trẻ vị thành niên bị vi phạm pháp luật thì phải như thế nào? Và khi hỏi cung hay là khi điều tra thì phải có ai? Vậy mà nhà cầm quyền có chứ, họ biết chứ, họ ra luật mà. Nhưng mà họ ngồi xổm trên chính pháp luật mà họ viết ra. Vì thế thì cái chuyện mà họ nói rằng là Việt Nam này, rằng là của dân, do dân, vì dân, cái điều đó thì chúng ta cũng thấy rằng là chẳng có gì cả. Ở đây chỉ là mạo danh thôi. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh có viết rằng là gì, tôi đã thấy đất nước này gọi tên là thiên đường. Tôi đã thấy dân tộc này được gọi tên là tự do. Thế mà người ta thì thế nào? Và ở Việt Nam cái gì nhân dân thì chẳng có nhân dân. Cái gì nhân danh công lý thì chẳng có công lý. Và vì thế cái việc mà cái nhân danh pháp luật thì càng không có pháp luật. Nhân danh nhân đạo thì lại càng không có nhân đạo. Là có cái điều mà chúng ta có thể thấy. Vậy thì như con đã từng khẳng định rằng là cái sự thật của Việt Cộng, của Việt Nam ngày hôm nay đó là gì? Khi mà đảng nói một đàng thì chúng ta hiểu lại sự việc có đúng thì ngược, hiểu ngược lại những gì đảng nói, đảng tuyên truyền, thì đó là sự thật của Việt Nam. Vậy thì chỉ có cái điều đó mới có thể giải thích được tại sao nhà nước Việt Nam gọi là nhà nước pháp quyền nhưng người ta lại không hành xử trên pháp luật. Tại sao người ta gọi là nhà nước của dân nhưng mà không hoàn toàn cho dân. Và đây cũng là một cái điều mà chúng ta có thể chứng minh bằng pháp luật, rằng là ở Việt Nam người ta quy cái tội rằng là người dân sử dụng quyền dân chủ của mình, quyền tự do ngôn luận của mình để xúc phạm dân chủ, để vi phạm về quyền tự do dân chủ. Vậy thì rồi người ta bảo rằng là một người dân lại chống phá chính quyền nhân dân. Vậy thì tôi hỏi, nếu đã là chính quyền nhân dân thì chẳng có thằng nhân dân nào để chống lại chính quyền của mình cả. Chỉ có chính quyền của bọn thân địch, chỉ có chính quyền của bọn phản quốc hại dân thì người dân mới chống lại nó mà thôi. Và tôi đã từng nói là những người như anh Lê Đình Lường hay thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, nếu có chống thì cũng là chống cái sai, chống cái bất công, chống cái vi phạm pháp luật của Việt Nam, chứ không có phải là chống cái chính quyền hay chống nhà nước hay là chống. Và ở đây người ta gọi, nếu mà quy vào cái tiện chính quyền ấy, thì tôi phải nói là họ chống là chống tà quyền chứ không phải là chống chính quyền. Vậy thì cái điều đó chúng ta cũng có thể giải thích được vì sao người ta bất chấp pháp luật, bất chấp công đạo ở đời. Và vì thế tôi cũng đã từng khẳng định rằng là ở hai nơi được gọi là cơ quan bảo vệ pháp luật là tòa án và công an, thì đó lại là cái nơi mà vi phạm pháp luật, trà đạp pháp luật, ngồi xuống trên pháp luật nhiều nhất. Cảm ơn cha. Chào chị Tân, chị có thể nghe lại được câu chuyện không? Dạ con nghe cha, con cảm ơn. Con đang như cha Nam đã nói đầu câu chuyện đó là về chồng của chị là thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, anh là một cái người bảo vệ sự sống trong nhóm No Deal để chống lại cái đường lưỡi bò của Trung Cộng, rồi anh là cái người thành lập cái quỹ phát triển con người vân vân và những cái việc làm khác. Vậy thì với tư cách là chị là người vợ đó, chị có ủng hộ các công việc của chồng mình không? Hay là chị có thể nói gì về chồng của mình, thưa chị? Bây giờ thì con thấy anh chị làm việc tốt không? Và anh là một người là phóng khoáng, một người tự do và một người có một đặc điểm là cực kỳ nhiệt tình. Có những lúc nhiệt tình là gọi là nhiệt tình hơi quá. Thì anh làm những việc gì mà anh cảm thấy tốt cho người, tốt cho đời và tốt cho xã hội, tốt cho tất cả, thì anh là làm nhiệt tình hết mình trong khả năng của anh. Chứ anh không có là làm cái điều gì sai. Con thì thấy hoàn toàn những việc của anh, những việc làm của anh là con ủng hộ. Cho nên con hy sinh tất cả, con là hậu phương vững chắc và luôn luôn là ủng hộ chồng. Bởi vậy cho nên là, và cũng nhân qua đó người ta cũng nói rất là nhiều. Ví dụ báo lề báo đảng á, người ta mới biết ra câu chuyện là gì, là tại sao lại phải để cho vợ xa như thế. Thì tất nhiên cái điều đó là một cái nỗi khổ, một cái băn khoăn của chồng con, là để vợ con phải xa, phải vất vả. Con hiểu điều đó, con hiểu, chứ con hiểu tâm tư của chồng.
Cho nên là con không bao giờ là nói đòi hỏi phải như thế nào. Có nhiều người nói con là vậy thì ánh hống khô thì mình phải bỏ về. Nhưng mà con nghĩ là con về thì không được, bởi vì con là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Nếu như không có con thì không thể nào mà nuôi con được. Còn nếu như mà anh vào á thì xã hội, cái môi trường mới không bao giờ là để cho anh yên. Bởi thế mà và những cái gì lý tưởng của anh thì anh vẫn thực hiện. Mà vì có con là người ủng hộ anh để anh làm điều tốt, cho nên anh mới yên tâm và tự tin để mà cái điều của mình làm, những cái gì của mình làm là anh vẫn thực hiện. Còn nếu như mà con không đồng ý hoặc mà con không ủng hộ anh thì chắc chắn một điều rằng anh không thể làm được những việc mà anh tốt, kể cả đó là lý tưởng của anh. Cảm ơn chị đã luôn luôn ủng hộ và hiểu những cái công việc của chồng mình làm, cũng như là rất là khuyến khích nâng đỡ chồng về vấn đề về gia đình, nuôi chăm sóc con nhỏ để cho chồng có thể tham gia vào những công việc của xã hội rất là tốt lành như vậy. Cảm ơn chị, rồi chúc chị vững mạnh trên con đường đi tìm công lý cho chồng nhá. Dạ, nhân qua đây thì con cũng tài phần sức mỏng, trước giờ là con chỉ có là nuôi con. Chồng con quan điểm rằng á, phụ nữ là phải đoan trang, phải hiền thục, phải thủy chung, và việc chính là nuôi con và lo cái chuyên môn của con là việc giảng dạy. Bởi thế mà con chưa có đi ra khỏi ao làng. Có thể xét về lĩnh vực này thì con chưa thể đi ra khỏi cái ao làng. Bởi thế là bây giờ là lần đầu tiên cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Chồng con cũng không có dặn cho con điều gì. Nếu có chăng đi nữa, con cũng có và hỏi vài điều thì anh nói là nếu như có chuyện gì xảy ra thì chồng tin tưởng rằng vợ sẽ đủ khôn ngoan, tùy cơ ứng biến, làm sao đó để mình cảm thấy là tốt nhất. Cho nên là con không có nghĩa là không có chuẩn bị cái tâm thế nào để gọi là mình biết trước được cái điều đó cả. Cho nên là nhân qua đây thì con cũng kính tha thiết là khẩn cầu là quý cha, là quý cộng đoàn, tất cả mọi người, anh em bạn bè của anh cùng là cộng đồng quốc tế là giúp sức cho con. Thứ nhất là giúp sức về rất là nhiều thứ, đại khái là xin hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng với con trên cái bước đường tìm công lý. Nếu như mà phải chấp nhận khó khăn để mà từ bỏ cái sự nghiệp của con, là cái sự nghiệp con đang dang dở đó, thì con vẫn là quyết tâm đi cho đến cùng, dù phải là cố gắng học tiếng Anh để mà đi, để mà giao tiếp với những nơi cần giao tiếp, con vẫn phải cố gắng. Mà để làm được điều đó thì cần được sự giúp đỡ, ủng hộ rất là nhiều, chứ từ sức con không thể làm được, và cũng phải cậy nhờ ơn Chúa thì con mới vượt qua được. Cho nên là nhân qua đây con cũng chia sẻ, con cũng có cảm nhận của con một chút về trường hợp là người ta bắt anh. Con nghĩ rằng á, cái trường hợp mà họ bắt anh trong hoàn cảnh như thế là con hoàn toàn tin tưởng rằng đó là ý Chúa. Bởi vì nó hàng ngày bình thường nguyên cả năm anh vẫn hiện diện ở Vinh tự do thoải mái. Anh đâu có trốn chui trốn lụi gì đâu. Thế tại sao người ta lại không bắt anh cái lúc đó? Mà người ta cũng không đến mức dài, mà con nghĩ người ta có thể là bị mua muội, cũng không phải là mua muội, mà con nghĩ ý Chúa lại bắt anh trong hoàn cảnh là cùng với hai đứa con nhỏ, mà lại trong lúc là hai đứa con lại mới về. Cái điều đó chứng tỏ cái việc làm của họ là rất là sai. Cái chuyện bắt người và bắt cóc là đã sai rồi, nhưng bắt cóc con trước mặt trẻ con thì đó thêm một tội rất lớn, đó là ngược đãi trẻ con. Con sẽ không chấp nhận điều đó. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ. Nó luôn luôn thần tượng ba nó là người tốt. Nhưng khi bắt ba nó con kể theo thì người ta vẫn buộc lời, người ta nói ba mày là phạm tội. Đó lại thêm một nhân chứng là tội, là cái tội của nó. Không thể nào mà giáo dục một đứa trẻ mà có thể nói ba nó như thế, với một thần tượng ba tuyệt vời như vậy được. Dù người ba có là phạm pháp lớn đi bao nhiêu đi chăng nữa thì trong cái tâm của đứa trẻ thì là cái người ba đó vẫn là người ba tốt nhất. Bên đằng này người ba nó thật sự là tốt, mà người ta có thể nói như vậy thì con thấy hoàn toàn. Bởi thế một việc là của chồng con, và việc thứ hai nữa con muốn nói rằng con muốn nhờ người giúp đỡ con sẽ là
con trẻ là quyền trở lại họ là có từ là ngược đãi là trẻ em là đứa con của con trong lúc nó đang xa mẹ xa ba xa tất cả mọi người, không thể nào mà đang đi lấy bắt con đưa con mình đi cho người khác, không đi trong không đâu có người thân nào để bảo vệ đâu. Người ta nói là người ta bắt như thế là người ta bắt cả con, người ta cãi người ta không bắt con, nhưng lúc đó đâu có người thân nhà con thì người ta đưa cả con của con đi thì chứng tỏ là người ta bắt cả con của con. Và thêm một ý Chúa là nếu như đó là có con của nhà con cùng đi với con thì mới biết được nhanh, còn nếu như không có con nó bắt trong hoàn cảnh anh một mình thì là chưa biết được ra, mình phải đi tìm 1 tháng 2 tháng hay 3 tháng thì mình làm mới ra. Cho nên con là cũng tạ ơn Chúa, cảm thấy là trong hoàn cảnh rất là may mắn và luôn luôn là có Chúa hiện diện. Đó là cảm nghĩ của con, có suy nghĩ về cái điều đó. Bởi thế chính vì điều đó nó tiếp thêm cái sức mạnh, cái niềm tin vào Chúa, vào cộng đoàn, vào tất cả mọi người cho con trên cái bước đường này. Vậy là con thật sự là biết ơn và xin tha thiết được sự giúp đỡ là đồng hành với con trên con chặng đường là cực kỳ dài và gian khó này ạ. À, nãy giờ thì con xin cảm ơn ạ. Dạ, chị chia sẻ những tình cảm rất là xúc động đối với khán thính giả về tâm tình của chị, một người phụ nữ can đảm, giàu nghị lực, vừa quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái và bây giờ thì còn phải là tranh đấu đòi công lý cho chồng của mình nữa, rất là mạnh mẽ can đảm tranh đấu cho đến cùng. Thì tôi cũng thay mặt cho các khán giả của buổi hội luận cà phê đá cũng như những anh chị em yêu mến dân chủ, yêu mến một con đường tương lai tươi sáng hơn cho dân tộc Việt Nam này, xin cảm ơn chị là một người phụ nữ đã luôn luôn bên cạnh chồng, là bên cạnh chồng ủng hộ và nâng đỡ cho chồng của mình. Xin chân thành cảm ơn chị. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh Nguyễn Năng Tĩnh trên cái con đường đòi công lý cho anh. Xin cảm ơn cha anh tôn Đặng Thủ Nam. Có lẽ cho con thêm một thời gian, con cho con thêm một vài phút để con nói một cái điều của mình. Dạ. Cái thứ nhất là rất là cảm ơn chị cùng với mọi người, cảm ơn chị đã trở thành hậu phương vững chắc cho anh Nguyễn Năng Tĩnh và cũng là những người phụ nữ Việt Nam, cho những người chồng, cho những người thân của mình đang trên đường đi tìm công lý hay tìm cái môi trường sống an toàn trong lành cho người dân, cho tương lai, dân tộc, cho đất nước. Cái điều thứ hai thì cũng mong chị rằng là đừng phân vân và cũng phải cảnh giác, bởi vì chiêu trò của nhà cầm quyền đã bấy lâu nay và điều đặc biệt đó là đối với các cái gia đình của tù nhân lương tâm, họ không ngại tất cả mọi hình thức nào và cái công việc mà bất hợp pháp hay là mất nhân đạo người ta cũng có thể dùng. Cái chuyện mà ở trên báo lề đảng hay là người ta vu tội cho anh Tĩnh bao nhiêu tật xấu nữa thì điều đó rất là cái chuyện bình thường. Bởi vì cái điều đó đã từng đến với bất cứ ai mà nhà cầm quyền coi là kẻ thù của chế độ. Kể cả bản thân tôi là một linh mục thì nhà cầm quyền vẫn vu cáo cho tôi là có con riêng chẳng hạn. Và người ta lấy căn cứ ở đâu để người ta bảo rằng là tôi đã vi phạm cái đời sống độc thân của linh mục để có con riêng? Là bởi vì khi tôi nhận nuôi một cái đứa bé và người ta thấy tôi chăm sóc nó khi nó bị đau bệnh, người ta không thể nói rằng là không thể có một người cha nhận nuôi mà yêu thương nó như thế được. Người ta không tin tưởng vào tình yêu mà con người dành cho nó. Cho nên người ta bảo đây là con đẻ của ông Lính Mục Phương. Bởi vì người ta sao? Bởi vì đối với chế độ cộng sản thì thế nào? Người ta sẵn sàng đấu tố giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, bạn hữu, thân nhân, ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế và giữ chức. Thì là gì mà người ta tin được vào một cái tình yêu mà người ta dành cho nhau khi người đó không có đương quan máu mủ? Vậy thì khi họ thấy tôi yêu thương một đứa bé thì chăm sóc cho một đứa bé khi nó bị bệnh thì người ta bảo rằng người đây chỉ có là con đẻ của ông Lính Mục Nam thôi, còn nếu mà con nuôi thì làm sao yêu thương nó như thế. Đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy. Và như lúc đầu trong cái cuộc hội luận này thì cũng nói với cha Vũ rằng là ở Việt Nam thì người ta có một câu nói rằng là muốn ăn thịt chó thì hôi chó ra dài. Cái điều đó cũng lẽ đương nhiên thôi, người ta sẽ chụp mũ cho anh Năng Tĩnh rất là nhiều cái tội. Và có một cái điều mà ở đây tôi cũng muốn nói nhân cái hội luận cà phê đá này, tham lam một chút thời gian của các cha để nói rằng là mới đây chị Đoan Trang có tặng cho con một cái quyển sách là Cẩm Nang Nuôi Tù.
Ở trong này thì chị đang bàn về rất là nhiều cái vấn đề pháp lý cần phải có. Như chị nói rằng chị là một cái người chỉ quanh quẩn trong bếp để làm hậu phương cho chồng, chưa bao giờ đi ra, thì có lẽ tôi sẽ tặng chị cái quyển sách này để chị biết được là những cái gì cần phải làm và những cái gì cần phải tránh, trong đó có những cái chiêu trò mà nhà cầm quyền sẽ đối với chị. Và ở trong này thì tôi đã từng trao đổi với chị Đoan Trang, khi chị tặng sách cho tôi thì trong một tiếng đồng hồ tôi đã đọc xong cái quyển sách này và tôi đã bình luận cái quyển sách này và có nói chuyện với chị Đoan Trang, còn một phần rất là thiếu mà có lẽ chị Đoan Trang hứa rằng là sau lần tái bản tới chị sẽ đưa vào, đó là những cái chiêu trò bẩn mà an ninh Cộng sản Việt Nam sẽ dùng cho thân nhân của tù nhân lương tâm và đặc biệt là những người vợ trẻ. Trong đó tôi có chứng kiến là những gia đình của tù nhân lương tâm có vợ trẻ, có chồng trẻ thường tan nát gia đình vì cái chiêu trò của an ninh Cộng sản. Vậy thì ở đây, nhân cái diễn đàn này thì tôi cũng muốn nhắn với chị cảnh giác cái điều này. Không loại trừ những khả năng an ninh Cộng sản sẽ tìm mọi cách để phá nát gia đình của chị, để rồi làm thêm cái đau khổ cho những người bị bắt mớ bởi nhà cầm quyền. Và người ta sẵn sàng vu cáo, như đến Trung đoàn 47 người ta cũng nói rằng là một cái con người, nói về anh Tĩnh rằng là một con người háo sắc rồi là thế, ham tiền thế nọ thế kia. Và người ta cũng có những cái thông tin như vậy để làm cho người khác sao lãng hay là khinh bỉ hay là vẽ nên bôi xấu nên một hình tượng. Còn cái chuyện mà người ta đã làm hành xử với chồng của chị trước mặt con của chị đó, cái vấn đề giáo dục này thì có lẽ là một cái chuyện đương nhiên trong cái thời đại của Hồ Chí Minh, nó không còn cái chuyện là giáo dục nhân cách của con người. Và vì thế người ta quy tội cho cái việc mà anh An Tĩnh tham gia vào cái quỹ phát triển con người cũng là một cái tội. Và cái điều này thì chúng ta còn nhớ câu chuyện ở nước Mỹ, ở trong một ngân hàng, khi mà quân cướp đến ăn cướp ở trong ngân hàng thì khi phải giải cứu con tin, trong đó người ta buộc lòng phải bắn hạ một tên cướp. Thì ngay lúc đó trước mặt một cậu bé 7 tuổi và cái người giải cứu con tin đó đứng trước cái hoàn cảnh đó, anh ta đã phải hô lên là thôi, cuộc diễn tập đã chấm dứt. Để làm gì? Để cứu cái tâm hồn của trẻ thơ, của một đứa bé 7 tuổi khi chứng kiến cái việc bắn hạ những người, những tên cướp như vậy. Vậy thì đó là cái gì mà sau này cái tâm hồn để người ta đến nhắm đến cái tâm hồn của con người, nhắm đến cái sự thiện của con người, nhắm đến cái đạo đức, cái nhân văn của con người. Còn ở dưới chế độ Cộng sản thì người ta không đào tạo con người như thế, mà người ta đào tạo con người vì lý tưởng, vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại. Tất nhiên người ta sẵn sàng làm tất cả mọi sự. Đó là cái điều mà chúng ta đang sẽ thấy. Và chắc chắn rằng là không phải là hù dọa hay là cái gì, nhưng mà xin cảnh báo với chị cũng như những người thân của anh Tĩnh sẽ gặp những điều, những chiêu trò rất là bị ổi khác nữa của nhà cầm quyền Việt Nam, của an ninh Cộng sản Việt Nam nữa. Chắc chắn cái điều đó sẽ có. Nhưng nói như cha Vũ, chúng tôi những linh mục và những người yêu chuộng công lý, hòa bình, yêu chuộng sự thật, yêu chuộng dân chủ và nhân quyền, chúng tôi sẽ không phải chỉ là những người trong nước mà cả quốc tế, sẵn sàng luôn luôn đứng về phía anh Tĩnh và đồng hành với anh Tĩnh, cũng như ủng hộ chị trên con đường hành trình đi tìm công lý cho chính chồng của mình, cũng như cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho chị cũng như công việc mà chị đang dấn thân, những gì mà chị đang phải chịu. Và xin Chúa cũng xoa dịu để chị có thể gặp thấy được sự nâng đỡ nơi anh chị em của mình và nơi thập giá của Đức Giêsu Kitô. Và qua đó chúng ta hãy cầu nguyện cho dấn thân lên tiếng hành động cho anh Nguyễn Năng Tĩnh, cũng như chương trình đi tìm một môi trường sống an toàn, trong lành, dân chủ, nhân quyền cho con người Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn cha, cũng như xin cảm ơn chị và mọi người đã cho con tham lam một chút cái thời gian đó. Nên con cũng muốn gửi gắm một chút như thế để cảnh giác với chị rằng tương lai còn nhiều khó khăn, còn nhiều điều mà mình không bao giờ nghĩ tới, vì chúng ta cái thiện tâm của chúng ta không có chỗ để có những cái chiêu trò ma quỷ nó có thể hiện ra. Cho nên chắc chắn rồi đây có những chiêu trò ma quỷ mà Cộng sản, mà an ninh Cộng sản sẽ áp dụng với chị và gia đình chị nữa. Đó là cái điều mà chắc chắn có, chứ không phải là những điều mà bài viết bây giờ người ta bôi nhọ Nguyễn Năng Tĩnh hay là nói Năng Tĩnh là thế nào. Cái chuyện đó chuyện quá nhỏ, và với sau này chị còn thấy sẽ đừng còn rất là dài. Rồi, xin cảm ơn cha, lời nhắn nhủ dặn dò của cha thật là rất là giá trị. Chị muốn nói thêm. Dạ, mời chị.
Con muốn nói thêm một phút nữa. Dạ luôn tiện thì cha cũng nói thực sự con rất cũng rất là đau lòng về cái chuyện là có nghĩa là cái chuyện mà họ xúc phạm đến danh dự cái nhân phẩm và đánh vào cái tâm lý vợ chồng con xa nhau, đó là một cái điều đau khổ hơn là cái điều anh bị bắt nữa. Tuy nhiên con cũng muốn nhắn nhủ thông qua đây rằng không phải bây giờ mà đã bao nhiêu năm trôi qua người ta không tin tưởng, có nghĩa là người ta không thể nào tin rằng có một tình yêu, một sự hy sinh mà đủ lớn đến mức độ mà xa nhau như vậy mà vẫn bình tâm, mà vẫn bền chí, mà vẫn chung thủy, mà vẫn hy sinh tất cả. Người ta nói không bao giờ có. Người ta nói anh Tình đâu có cho con đồng nào để nuôi con đâu. Con tự lo, tự đẻ, tự chăm sóc con, tự cho tất cả mọi thứ thậm chí hàng ngày con phải lo cho anh. Con lo anh dậy chưa, anh ngủ có nghiêng cái đầu không, mà nếu nghiêng lâu để lâu quá có ai được cái đầu dậy, nó phải đi mỏi cổ. Con phải dặn anh phải uống nước trước khi đi ngủ khỏi mà cái khỏi là ảnh hưởng đến tim mạch. Người ta không thể tin rằng, có nghĩa là họ nói cái điều đó chỉ có trong phim, nhưng thực tế nó đã có trong vợ chồng nhà con. Và trước đó thì công an Nghệ An là đào báo tận cơ quan con, gặp riêng con và hiệu trưởng và nói tất cả những điều xấu về anh. Họ cũng nói con, họ khuyên con là về, và họ là nói con nếu như con đồng ý thì họ sẽ là đưa con về Vinh và bố trí một công việc phù hợp với nguyện vọng và chuyên môn của con. Ý là họ đã dụ con như thế, và cũng nói rằng chồng con như thế nào, quan hệ phức tạp với phụ nữ tất tật vân vân mọi thứ, họ đã dụ con rồi. Và người đời người ta vẫn nói, người đời tên người ta vẫn không thể tin được, người ta không thể tin nào có một tình yêu nào mà giữa hai người xa nhau như thế, rồi này kia giữa cái xã hội phức tạp, chồng con thì đẹp trai như thế, rồi là môi trường âm nhạc, rồi bao nhiêu người như vậy, người ta nói người ta không thể tin, có người người ta không tin nổi, nhưng mà đó là sự thật. Có nghĩa là những gì mà vợ chồng con có được, người ta thì không tin như thế, nhưng mà vẫn tình yêu, vẫn thủy chung, vẫn dự, vẫn son sắt tất cả mọi thứ. Cho nên là con nghĩ rằng tất nhiên con chuẩn bị tinh thần họ nói xấu, con đọc hết tất cả những bài đó. Và con cũng, những cái bài mà người ta nói đó, đó cũng là một trong những lợi thế để đến ngày ra tòa con bằng chứng để là kết tội lại họ. Không bịa đặt một cách mà trắng trợn, không có một chút gọi là 1% nào người ta cũng có thể nói. Thì đó cũng tính là cái lợi cho con khi mà đi ra cái, đến cái ngày mà ra tòa của anh. Con nghĩ như thế. Vậy đó cũng là một ơn Chúa, nhưng họ không kịp được. Cho nên là dạ con xin chân thành cảm ơn cha quý khán giả tất cả mọi người ạ. À, xin cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Thưa các bạn, câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh vừa bị bắt cũng như là những chia sẻ rất là tâm tình của chị Nguyễn Thị Tình và anh Tĩnh, chúng ta có thể khép lại chương trình buổi luận hội luận cà phê đá sáng hôm nay. Xin thân ái kính chào các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi hội luận cà phê đá vào sáng thứ hai tuần tới. Xin thân ái kính chào.